Em chào các bác. Hôm nay em tiếp tục bán một ít cây ở trong vườn em. Hôm nay em có ít cây, có cây cây minh tuyết xấu xấu này. Đấy, bác nào lấy chậu này em lấy 700. Minh tuyết là một cây của Điện Biên rất là đắt đỏ. Em trước em đang thân già về trồng, bây giờ làm giống đấy. Đây là trắng minh tuyết của Điện Biên. Còn đây là vị hoàng sần, nhưng mà nó sần rất là nhẹ các bác. Nó gần như là láng luôn, nó chỉ sần ít thôi. Cái này em bán với giá là 500 một thân các bác nhé. Em bán cả chậu này là 1 triệu này, hai thân này. Đấy, chậu số 1. Chậu số 2 này là cũng là chậu này là Huế sần. Đây Huế sần các bác. Đây xanh Huế sần em nuôi trong này cây phát triển đẹp lắm. Chậu thứ hai là vàng quang hanh. Đấy, 500 một thân tơ. Đấy, kiếm vàng quang hanh Quảng Ninh. Cái này xuất xứ từ nguồn gốc là Quảng Ninh. Đấy, giá chỉ có 500 một thân thôi các bác. Đây là vị hoàng láng này. Vị hoàng láng này em. Cây này cũng láng này. Láng bóng luôn. Em bán ít. Đây cây này. Cây này lúc em tách nó là. Trong này thì đa phần là tổng hợp những cây. Những cây của em không bán được thì mang về trồng ấy. Có nhiều cây đắt, ví dụ như cây bầu đại vị này. Đấy. Cây này lá rất to, hoa rất là đẹp. Còn đây là thái số 3. Thái số 3 này nó xấu xấu nhưng chưa bán các bạn. Đây em có lách một cây vại chậu vàng quang hanh ra thì bắt đầu nó cũng ra rễ rồi, ra mầm. Đây, em chỉ nuôi một thân thôi, còn đây em bán này 500 một thân tơ, ở đây chậu này có 3 thân. Đấy. Còn chậu vị sần này thì chậu vị sần 2 thân, 2 mầm xoáy này. Nhưng mà nó hơi già già. Tôi tính các bác chậu vị hoàng sần này 700. Đấy. Bên này là một số cây đắt tiền này em, ví dụ như cây hồng ngọc Bắc Cạn này. Cây rất là to. Đây là chí sần. Chí này sần rất nặng. Chí này thì em trồng thôi, nó sần nặng quá. Cái đời con các bác nhìn này, trắng hết cả luôn. Còn đây là Điện Biên. Khi đập tím này em thì bây giờ đang bắt đầu chút ngọn. Đang chút ngọn rụng lá. Mấy hôm trước nó bị sương mai kiểu như này, nhưng mà em phun thuốc thối nhũn vào thì khỏi rồi. Khỏi bệnh sương mai rồi. Đấy, phi điệp ở nhà em trồng ở những nơi xứ lạnh như nhà ở chỗ em thì thân nó to như này quá này. Thân to và lù lắm. Đấy, gầu như là rất là đẹp. Kỳ phi điệp thì em vẫn bán 5.000 một kỳ các bạn. Đây những cái kỳ đây ở trong em nó lạnh, nó thắt ngọn sớm này các bạn này. Những cái kỳ này như này nó thắt ngọn rồi này. Nó ngắn ngắn này thắt ngọn này. Đấy, giá chỉ có 5.000 một kỳ thôi. 150 là được 30 kỳ rồi. Đây 5.000 một kỳ các bạn. Đấy, còn khá là nhiều luôn. 5.000 một kỳ. Bên này là địa lan. Bên này em trồng địa lan. Mùa xuân này khả năng em để cho nó hoa dần Tết, sau đó đến khi có lụ là em bán cho các bác. Cây này những cây này là bắt đầu có lụ rồi. Đến lụ nó cao cao tí này em bán cho các bác để các bác về chơi hoa Tết, xong rồi là sang năm lại bắt đầu lại trồng lứa mới. Đấy còn những cái kỳ xanh sạch đây. Những kỳ xanh sạch như này thì chỉ có 15.000 một kỳ các bác nhá. Cây này cái tím này. Để em nhìn nó cũng xanh sạch. Kỳ tím này chỉ có 5.000 này. Đấy. Còn xanh sạch là 15.000. Đây những cái xanh sạch cũng thắt ngọn hết rồi. Đây. Đấy chỉ có 15.000 thôi các bác nhìn. Chỉ có 15.000 thôi. Đấy. Còn
một số kỳ. Đây kỳ Thái Bình này các bác này, kỳ Thái Bình thì vẫn bán 100 một kỳ này. Thái Bình thì nó có một cái phần ngọn nó đỏ tròn tròn chót như này, nó là 6 mắt. Đấy 100 một kỳ. Đây kỳ này 100 này. Đấy, kỳ Thái Bình 100. Phú Thọ nhà em thì có ít lắm, có vài chậu như này thôi. Không có nhiều. Có một chậu hồng ngọc Bắc Cạn này 3 thân này, 200 này, à 2 triệu này cũng này. Đấy, cây này cây em phát hiện ra. Đấy, cái này sổ tại nhà em. Đấy, hồng ngọc Bắc Cạn. Còn những cái phi điệp hàng lái này thì em để sang năm em ươm kỳ. À, được kỳ nào thì bán kỳ đấy. Đây là những cái chậu hoa, những mặt hoa ám này. Đấy, em mua cả chậu nhà người ta về xanh sạch tuyệt đối luôn. Rồi em còn các bác.